Từ khi em Ngọc mang bầu thì mẹ em là lao động chính trong gia đình, nhưng chỉ vì đi bán vé số mắc mưa mà bây giờ mẹ em đã lâm trọng bệnh. Chính vì thế em Ngọc bầu 4 tháng phải thay mẹ đi bán từng tờ vé số để kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ. Mời cô chú anh chị chia sẻ nỗi đau này với em Ngọc nhé. Rồi Thái mến chào tất cả quý cô chú anh chị của mình nha. Thì buổi trưa ngày hôm nay thì em thấy em Ngọc đi bán vé số nè. Đó thì quay cho cô chú chị mình xem nha. Ngọc thấy Ngọc đi bán vé số mới về nè. Rồi chào Ngọc nha. Chào Ngọc ha. Nè cho anh gửi cái mic coi. Bộ hôm nay đi bán số hả? Nè nè. Rồi, hôm nay bán nhiều không? Dạ em bán hơn 120. Giấc này buổi trưa về nhà nghỉ trưa ăn cơm hay vậy? Dạ. Rồi bán được không? Sáng giờ bán được không? Sáng giờ bán được em mới lấy thêm món 2 triệu đi bán nữa. Rồi bán nữa ha. Dạ. Rồi mình ra ngoài mình bán rồi mình gặp khách mình nói như sao? Dạ em mời em nghe số cô mua giùm con tờ giấy số thì chú mua giùm con tờ giấy số nữa. Rồi người ta có thấy mình trên mạng gì không? Có, cô chú nói kêu con mở mặt xuống cái nhà cô chú nhổ. Về đi chứ mày nắng rồi. Thì nhà đó. Đó Ngọc bên đây Hoàng vô tình đi đến mà thăm Ngọc thấy em phải đi bán vé số nha. Đó. Vậy là hồi sáng là bán hết rồi. Rồi tới trưa rồi đi lãnh thêm để mà tối bán phải không? Dạ. Giờ này về ăn cơm. Chưa rồi. Kìa ra mừng chị hai kìa. Đi ra mừng chị hai kìa. Chị hai bán số mới về. Rồi vô nhà đi. Thấy chị hai cực không con? Rồi ngồi xuống dưới đó đi Ngọc. Là buổi trưa này em lãnh bao nhiêu tờ nữa? Trưa này mới lấy thêm 50 tờ nữa. Chứ nãy em còn. Rồi chứ em đi bán thêm cái nữa chiều hết luôn. Em lãnh với 6 triệu em bán. Thấy thấy tội quá cô chú anh chị ha. Nó bầu bì vậy mà cũng cố gắng để mà bán ha. Bán từng tờ giấy số. Tại vì trong trong cái thời gian này á là mẹ bệnh đó. Nên là em Ngọc bán. Đó, đây là mẹ nè, thấy không? Đó, mẹ đang bệnh nè, ở bên đi mần đâu. Nằm ở nhà nè, thấy không? Thấy sao con gái chị đi mần vậy, có cần không chị Nêu? Có, thấy em bệnh này không đi làm được á, nó đi bán cái số của em á, nó cũng tội nghiệp, bán cái bầu á. Bị thận sản thận rồi không gãy có đau bụng gì không? Có, mình bị đau, nó ra mình đi đâu có nổi hả chị Nêu? Không, nằm luôn á, nội vậy em đi, nó đau đi nổi, mà ăn cơm vô nó cũng đau. Bán này sao rồi, chị bán số sao không đi tiếp, chị con? Gán đi, gán uống thuốc rồi cho mau hết rồi chị Nêu ơi. Nhà lo cho mẹ hả? Lên hỏi chị hai coi đi bán có cực không? Hỏi chị hai có cực không, mà chị hai có mua gì về cho em ăn không? Không mua cái gì. Hỏi chị hai coi có hỏi chị hai coi đi mà có cực không? Thấy hai chị em thương nhau quá ha. Thấy hai chị em thương nhau quá. Trời ơi, thương chị hai dữ ta. Quá trời thương chị hai rồi. Hôm nay là mình sáng bán được nhiêu tấm Ngọc? Sáng bán 100 tấm, hồi nãy còn 20, thấy em đặng chiều đi bán nữa. Rồi mình đi như vậy trời nắng nôi vậy có mệt lắm không? Em mệt thì em ngồi lên băng đá em nghỉ chút em đi bán nữa. Có ai thấy mình cũng như là có bầu gì mà đi bán với số gì á, người ta có nói gì mình không? Ta nói sao không có nhà gì không? Có nhiều cô chú hỏi sao mà con có bầu không có nhà mà con đi bán, nói vậy tại vì mẹ con bệnh không đi bán tiếp mẹ. Cái cô chú ủng hộ con này cũng nhiều mừng ha.
đi giờ đi xa không hay chỉ vòng vòng ở đây thôi? Đi vòng vòng ở đây là kia đi lại, đi vòng vòng đi dưới vô mấy cái hẻm á rồi đúng rồi. Nhưng Ngọc bán có hai chỗ à, cái chợ Châu Đốc là một địa điểm với chợ Long Xuyên. Đó, ngày đi hai chợ đó bán là được rồi. Châu Đốc với Long Xuyên xa nhau sao thì bán được. Sáng thì Ngọc bán chợ Châu Đốc, còn chiều về thì Ngọc bán chợ Long Xuyên. Đó là Ngọc đi bán có hai nơi à. Ngọc thì nó ở vòng vòng ở khu ở đây thôi, ở trong Thội Sơn á, và đi bán vòng vòng ở khu Thội Sơn chứ không có đi bán xa, tại vì mấy anh em chọc thôi chứ đâu có đi xa được mà bán. Hay là được Châu Đốc hay là ở Lơ Ga mà Long Xuyên bán chắc đắt lắm. Nhưng trong này khu hơi ít dân cư đó, ngoài kia đông dân cư, người ta ủng hộ lắm luôn. Nó để mà cơm nước gì chưa Ngạo? Mới về chưa ăn cơm nữa, đói không? Dạ không anh, tại nãy rồi tiếp chuyện mấy anh gì có phiền lòng gì không, sợ đang đói bụng? Dạ không anh, chưa đói rồi. Chưa đói ha, coi chừng đi bán vé số rồi ăn ở ngoài rồi thèm gì, ăn ngoài rồi vậy có không nha. Nãy em nó thèm đồ rồi hỏi chị có mua gì ăn không kìa, rồi sao không mua gì bánh mì hay gì cho nó? Tại em gấp về coi mẹ coi làm sao không mua rồi ăn cho nó. Thôi tội nghiệp ha. Còn đứa Út có thể ở nhà nè, hỏi nhà ở chăm nhà, mẹ, cha mẹ ha, chăm mẹ ha, hỗ trợ có gì mẹ kêu gì đi mua gì mua đó. Đó, lỡ có bệnh gì đó nửa chừng đó có Út ở nhà lo. Còn em thấy mẹ là bệnh vậy rồi không có đi bán, rồi mình đi bán vậy rồi mình có thấy mà mệt gì không, có phụ mẹ thấy có khó khăn gì không? Mình tại thấy mẹ bệnh thì em đi bán phụ mẹ chứ em không bán luôn, rồi tiền đâu mà mua cá mắm thì kia anh. Thì đúng rồi đó, thằng Ngọc cũng suy nghĩ cũng biết rồi đó ha. Chứ nếu mà nó không bán thì ở nhà chắc mẹ con có tiền đâu ăn. Nói chung bán loại chút xíu mà được anh chị yêu thương đó cũng ủng hộ, cũng được 100 tờ đi thì cũng có 100 ngàn. Đó thì cũng mua được miếng thịt với lại miếng rau để ba mẹ con ăn. Chứ ở nhà thì sao ăn, có tiền đâu ăn. Đúng rồi, bữa hổm đến thì mẹ Ngọc khoe được từ thiện, người ta cho 4 cái phiếu, được đâu phiếu được 5 ký gạo, 4 phiếu được 20 ký gạo, ăn cả tháng không chị Niêu? Ăn cũng lâu lắm anh, tại vì ba mẹ con ăn mỗi ngày có ngày cũng lo ăn hết. Mẹ con ngày lo không hết nữa ha. Thì hôm nay đó thì mọi người cứ thấy rồi đó, mọi người nói là Ngọc không có đi bán này kia, không đi làm này kia đó. Bây giờ mà mấy anh em đến thì cũng đã thấy là Ngọc đã đi buôn bán rồi, bán vé số rồi nữa rồi, chứ đâu có ngồi không nhà đâu. Nói chung là tấm lòng của anh chị thương thì giúp, còn ai không thương thì nếu mà muốn biết á, thì cứ lên Thội Sơn, thì cứ đi đường thì gặp bé nó bán số thôi chứ có gì đâu, phải không? Mà anh cũng nói với em vậy nè, dạng như mình bây giờ cái bầu nó còn nhỏ gì đó, mình còn đi tới lui được chứ thêm một tháng hai tháng nữa là không có đi được đâu. Tháng là lúc đó là nó to rồi, nên là mình đi nó khó khăn cái lắm, nó ảnh hưởng nữa nha. Nói chung bán trong thời gian này thôi. Ok, đây nó bán được nhiều thì nó bán kiếm tiền giúp thì đỡ biết rồi, ý dạng như mình nói á, là bán thì được thì tốt, nhưng mà cũng phải chú trọng tới sức khỏe á. Đó, mình đi hạn như mà mệt đó thì mình ngồi là mình nghỉ. Nó nghỉ giờ nào khỏe nữa thì mình tiếp tục mình đi. Chứ đừng có cố quá. Cố quá có gì cái mệt á. Có gì ảnh hưởng đến em bé rồi đó. Không có ai đâu mà lo kịp nữa. Thì hôm nay mấy anh em cũng tình cờ thôi đến thăm em Ngọc với mẹ em Ngọc, thì thấy em Ngọc đi bán vé số buổi trưa ngày hôm nay, thì giờ này thì cũng 10 giờ mấy 11 giờ rồi đó, nên là em Ngọc đi về để mà ăn cơm nghỉ ngơi để mà chuẩn bị để mà chiều tiếp tục đi bán tiếp. Thì trên đường thì nhiều khi đó mình đi theo thì nó ảnh hưởng giao thông này kia thì cũng không có đi trên đường được, thì quay cái cảnh Ngọc đi bán sơ sơ cho cô chú anh chị mình coi đó. Thì cô chú anh chị nào mình muốn biết về, muốn giúp đỡ về em Ngọc, thì nếu mà mình muốn đến tận nhà thì cứ liên hệ với mấy anh em. Đó, muốn đến đây giúp đỡ gì đó thì cứ liên hệ. Còn những cô nào mà hôm bữa muốn là kết nối với con trai hay là gì đó thì cứ để từ từ để cho em Ngọc sanh nở xong đi, rồi lúc đó là mình đến cũng không có muộn đâu.
Tại vì trong thời gian này Ngọc cô không có chưa có quên được cái nỗi đau đó. Nên là cũng chưa có ý định là sẽ tiến tới nữa. Nên là cũng mong là những cái cô nào mà muốn cưới em Ngọc cho con trai mình đó thì cứ đợi từ từ, để cho sanh nở xong rồi tính sau. Rồi bây giờ ví dụ như là cô chú anh chị nào mà cứ gặp Ngọc ngoài đường thì có thể ủng hộ giúp bé nó là về tờ giấy số. Đúng rồi, ủng hộ có thêm thu nhập. Ngọc có bán online luôn không? Dạ không. Cô biết đồ bán online. Bán online đi, bữa nào mấy anh em rảnh lại đây live stream buổi gì đó. Trong cái khung giờ nhiều cái mua ủng hộ. Bán ủng hộ ha. Dạng như cô chú 5 tờ 10 tờ gì đó, chuyển khoản cốc là mua số liền, nghe không? Hay bụng mang về chữa mà phải đi bán với số cơ nghiệp quá ha. Thôi giờ để cho em Ngọc nghỉ ngơi ăn uống đi. Để chiều mấy còn đi bán nữa. Thôi mình chào khán giả đi Ngọc ơi. Rồi.